Phật bảo khánh hỷ, giống như cõi nước và chúng hội của Như Lai kia chẳng phải là cảnh giới mà con mắt ở cõi này có thể thấy được, nên biết các pháp cũng là như vậy. Chúng chẳng phải là cảnh giới mà nhãn căn có thể thấy được. Pháp chẳng thể thực hành pháp, pháp chẳng thấy pháp chẳng biết pháp không thể chứng đắc pháp. Khánh hỷ nên biết tánh của tất cả các pháp đều không thể thực hành, không thể thấy, không thể biết, không thể chứng, không lay động, không tạo tác. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều như hư không, không có tác dụng. Người lấy và vật được lấy đều có tánh viễn ly, do tất cả các pháp đều không thể nghĩ bàn. Người nghĩ bàn và vật được nghĩ bàn đều có tánh xa lìa, vì tất cả các pháp đều như huyễn, là do các duyên hòa hợp giả có, vì tất cả các pháp không có người tạo ra và thọ nhận, vọng hiện giống như là có và không chắc thật. Khánh hỷ nên biết, Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy, có thể thấy như vậy, có thể biết như vậy, có thể chứng như vậy, là thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa và cũng không chấp trước tướng các pháp này. Khánh hỷ nên biết, Đại Bồ Tát nào học như vậy là học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh hỷ nên biết, Đại Bồ Tát nào muốn chứng đắc tất cả Ba La Mật Đa, muốn mau được viên mãn thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì trong các môn học này là hơn hết, là thủ thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là tối thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng, làm lợi ích an lạc tất cả hữu tình, làm nơi trông cậy cho tất cả hữu tình, không nơi trông cậy, là nơi quay về nương tựa cho tất cả hữu tình, không nơi quay về nương tựa, là nơi hướng đến cho những người không chỗ hướng đến, là nhà cửa cho người không nhà cửa, là nơi cứu giúp cho những người không ai cứu giúp. Chư Phật Thế Tôn khai mở ca ngợi việc tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khánh hỷ nên biết, nếu các Đại Bồ Tát và chư Như Lai ứng chánh đẳng giác an trụ trong pháp học này, thì có thể dùng ngón tay phải hoặc ngón chân phải nhấc 3.000 đại thiên thế giới đặt ở phương khác, hoặc đem về chỗ cũ mà các hữu tình ở trong đó không hay biết, không bị tổn hại, không run rẩy. Vì sao? Vì oai lực công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thể nghĩ bàn. Khánh hỷ nên biết, chư Phật và các chúng Đại Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nhờ học Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đều đạt được sự hiểu biết vô ngại. Vì vậy, này Khánh hỷ, trong các môn học, ta nói môn học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là tối thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Khánh hỷ nên biết, các hữu tình nào muốn nắm bắt số lượng và bờ mé của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì cũng như người ngu muốn nắm lấy số lượng và bờ mé của hư không. Vì sao? Vì công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là vô lượng vô biên. Khánh hỷ nên biết, ta quyết không nói công đức thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa như danh từ là có hạn lượng bờ mé. Vì sao? Vì tất cả danh từ, câu nói, văn tự là pháp có hạn lượng. Còn công đức thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng phải là pháp có hạn lượng, chẳng phải danh từ, câu nói, văn tự có thể đo lường công đức thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng chẳng phải công đức thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa là thứ được pháp kia đo lường. Khi ấy Khánh hỷ bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là vô lượng? Phật bảo Khánh hỷ, vì tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là vô tận, nên ta nói là vô lượng. Vì tánh xa lìa, nên ta nói là vô lượng. Vì tánh tịch tịnh, nên ta nói là vô lượng. Vì đúng thật tế, nên nói là vô lượng. Vì như không, nên nói là vô lượng. Khánh hỷ nên biết, tất cả chư Phật Thế Tôn ở quá khứ, vị lai, hiện tại đều học Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn viên mãn, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, giảng giải khai thị cho các hữu tình. Nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này vẫn vô cùng tận. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng giống như hư không là vô tận vậy. Hữu tình nào muốn biết hết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là muốn biết hết bờ mé của hư không, Khánh hỷ nên biết, Bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận,
nội không cho đến vô tính tự tính không, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Thánh đế khổ tập diệt đạo, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Tám giải thoát cho đến mười biến xứ, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Trí nhất thiết trí, chẳng phải đã cùng tận, chẳng phải đang cùng tận, chẳng phải sẽ cùng tận. Vì sao? Vì những pháp này không sanh không diệt, cũng không đứng yên, không rời đổi, thì làm sao có sự tạo ra và có sự cùng tận. Bấy giờ Thế Tôn hiện ra tướng lưỡi dài rộng, che khắp khuôn mặt, sau đó thu tướng lưỡi vào lại, rồi bảo Khánh Hỷ, nếu người nào có tướng lưỡi như vậy thì có nói lời hư dối không? Khánh Hỷ đáp, không thưa Thế Tôn. Phật bảo Khánh Hỷ, từ nay trở đi ông phải vì bốn chúng, giảng rộng bát nhã ba la mật đa sâu xa này, phân biệt khai thị chỉ bày an lập giúp họ dễ hiểu. Khánh Hỷ nên biết, trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa này, có giảng rộng tất cả các pháp bồ đề phần, và các pháp tướng, vì vậy tất cả các chúng sanh cầu thanh văn thừa, độc giác thừa và cầu vô thượng thừa đều dựa vào pháp môn bát nhã ba la mật đa sâu xa đã được dạy để thường siêng năng tu học, đừng sanh nhàm chán mệt mỏi. Ai thường siêng năng tu học như vậy thì sẽ mau chứng đắc pháp mà mình mong cầu. Lại nữa Khánh Hỷ, bát nhã ba la mật đa sâu xa là pháp có thể ngộ nhập tất cả pháp tướng, có thể ngộ nhập tất cả văn tự, có thể ngộ nhập pháp môn Đà La Ni. Các đại Bồ Tát nên thường siêng năng tu học pháp môn Đà La Ni này. Nếu đại Bồ Tát nào thọ trì pháp môn Đà La Ni này thì mau có thể chứng đắc tất cả biện tài và sự hiểu biết vô ngại. Khánh Hỷ nên biết, kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này chính là kho pháp vô tận của chư Phật Thế Tôn đời quá khứ vị lai hiện tại. Vì vậy ta phải bảo ông một cách rõ ràng, người nào thọ trì đọc tụng hoàn toàn thông suốt bát nhã ba la mật đa sâu xa này và tư duy đúng lý, tức là thọ trì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của tất cả chư Phật ở quá khứ vị na hiện tại. Khánh Hỷ nên biết, ta nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này là đôi chân vững chắc có thể đi trên đường giác ngộ, cũng là đại đà la ni của Phật pháp vô thượng. Nếu các ông có thể thọ trì Đà La Ni là bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tức là gìn giữ tất cả Phật Pháp, làm cho không quên mất, và làm lợi ích lớn cho các hữu tình đến tận đời vị lai.